Mà hồi lúc trước thì sống một mình thì nó không có gì để gọi là buồn. Nhưng mà từ lúc bệnh, cái nằm bệnh viện á, cảm thấy nó buồn, thấy tủi. Từ lúc bệnh bắt đầu mới phát hiện ra là Mới biết mình cô là đơn mình cô đơn, chứ lúc kia không cần. nên mới cần một cái Một bờ vai. bờ vai hả? Bờ vai để làm gì? Để dựa. Dựa vô hả? Đó. Bờ vai Nhưng mà đôi khi mình chị cần có phân biệt cái anh đó dùng nào không, dùng miền nào từ thành phố trở về miền Tây. không, trên thôi về miền Tây trở ra miền ngoài là không được. Không, ra ngoài cái ngôn ngữ bất đồng nói chuyện khó nghe lắm. Mình kiểu mình ngâu mình hả hoài cái người tự ái. Hồi xưa còn nhỏ nhỏ đi làm Rồi á, chị cần cái anh đó có công ăn việc làm ổn định hay có tài sản nhà cửa không gì không? cần tài sản, tại vì tài sản mình có rồi, mình đâu À, cần. có sẵn rồi ha. Chỉ Có cần chịu khó là về chịu khó để thôi. ở đó rồi hủy sáng hai chồng đi cà phê chơi. Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào cô. Rồi, xin chào. Rồi cô chào quý vị khán giả đi ha. À, xin chào quý vị khán giả và cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Một lời sức khỏe rồi. Cô cho mọi người biết tên cũng như tuổi của mình luôn đi cô. Tên của tôi là Lê Thị Đào, sinh 1965. Lê Thị Đào, sinh năm 1965, 58 tuổi. Cô Đào đến từ đâu? Đến từ Cần Thơ, Đến Cần Thơ. Cần Thơ, cô Đào ở huyện nào? thành phố Cần Thơ, Ngay thành phố Cần Thơ luôn. nhưng mà vô huyện chứ không có ở ngay thành phố. huyện Thì huyện con hỏi cô huyện nào? huyện Phong Điền. Phong Điền. Cô Đào 58 tuổi, kêu bằng chị đi ha. Bằng À, sao kêu cũng bằng được, chị cho nó trẻ sao cũng được. ha. Rồi cô Đào nè, cô có đồng ý để cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của mình đăng lên mạng xã hội hay không? Đồng ý. À, mọi khiếu nại sau này của gia đình cô Đào, cũng như bản thân cô là yêu cầu mảnh ghép tháo gỡ bỏ video này xuống là không được. Đúng. Cô Được. có đồng ý không? Đồng ý. Cô Đào phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đồng ý. À, hiện nay tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị Đào? Mà chị có chồng năm 20. Ủa không phải, đúng là 20. Không phải 20 chứ, mà là cái chồng năm 20, đúng là 20. 20 tới năm 20. Ủa sao tự nhiên quên mất chứ, mà năm năm mất thì năm 2011, đúng rồi. À, có 2000 nghĩa à, 21. là có chồng năm 2010 đúng không? Ai mờ, đúng rồi. Rồi 2011 là sao? Mất. Chồng mất. Ừ. Chứ tưởng đâu hết hồn ra 20, nay mới có 3 năm thôi. Quên. Sao lần lúc này sao mà quên quá. Rồi anh chị có được mấy người con? Không có đứa nào hết. Mới có 1 năm mà ha, mới 1 năm cái anh mất rồi. Hai người đến với nhau năm 2010, 2011 anh mất là mới có 1 năm thôi, Không nên thành phải, ra không có con phải không không? phải, không phải. À, lấy nhau năm 2020. Sao Ủa? 2020 mà Ủa? giờ nãy 2011 rồi sao, mâu thuẫn quá vậy? Cái không phải sao tự nhiên. Từ từ, bây giờ hít sâu vô thở nhẹ nhẹ ra nhớ. Năm 2000 coi như lấy nhau 10 năm đó, là năm ảnh mất năm 2011. Có nghĩa là bây giờ anh với chị lấy nhau năm 2010, Không phải, hai không chưa. tới 2020 Không, năm à, không phải nữa. tại Nó sao? trước đó nữa, coi như là từ lúc mà lấy chồng tới bây giờ là 23 năm, mà mất hết 13 năm rồi đó. À, thì có nghĩa là lấy trước 10 năm, có nghĩa là lấy năm 2000, Đúng là 2000. năm Đúng là lấy 2000. nhau năm 2000 Tới năm tới tới 2011. 2011 là ảnh mất là 11 năm. Rồi ở vậy tới nay là 12 năm nữa. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi 12 năm nay chị không có quen được ai hả? Không. Không có quen nữa chứ, không không.
Tự nhiên chị rối cái chị làm tôi cũng rối luôn hả? Sao tự nhiên tôi thấy quên không biết nữa. Ừ. Sao tự nhiên nằm thì một mình thì nhớ nhớ mà sao ai hỏi tôi quên quên. Ở nhà có soạn sẵn chưa? Không, không có. Quên ha. Ừ. À. Giống như lấy giấy chứng minh rồi xong rồi quên, để đó quên đấy. Rồi ở dưới Phong Điền chị Đào hiện làm công việc gì? Làm vườn. Làm vườn. À. Nhà mình có đất ha? Có. Làm vườn chị trồng cây gì? Trồng cây sầu riêng. Sầu riêng. À. Mùa này có sầu riêng chưa? Chưa, đang kích bông. Ừ, phải chi có tôi kêu đem lên ăn rồi. Để chuyến sau đem lên cho. Chuyến sau ha. Chuyến nhớ hứa ha. À, chuyến sau đi hai người á. Ừ, rồi xong mới chở lên cho. Ừ, chừng nào có hai người mới được có hả? Hai người mới chở được chứ một mình chở không được. Rồi sao? Hai người chở mới được, một người chở không được. Ờ à, chuẩn bị ví dụ lên đây mà có người ha. À, thì về là mai mốt chở lên ha. À. Người chở vỏ hay sao? Người ăn bao luôn. Người ăn bao luôn hả? Ừ. Sao ăn kịp? Ăn dần dần. Ăn dần dần. Cái chín rồi cái còn sống mà để ăn dần dần. Được luôn hả? Được. Nói vui vậy thôi chứ với chị chồng nhiều không? Cũng đủ ăn. Đủ ăn là sao? Đủ ăn, đủ ăn. Khỏi phải mua. Mấy công? Không biết mấy công, không biết trong đó. Không biết cái nó mấy công, biết đất thổ cư của bà già cho, không biết mấy công biết. Bao nhiêu gốc? 30 gốc. 30 gốc sầu riêng, 30 gốc sầu riêng chắc cũng khoảng 2 công á. Tại vì trồng cách xa xa mà đúng không? 6 mét một cây, 6 mét một cây. 6 mét một cây, cũng công mấy 2 công á. Như nó 2 công hay gì á. Thì đó. 2 công mà còn cất nhà ăn chổng luôn cũng còn có công mấy à. Chị có thu hoạch lần nào chưa? Có, năm ngoái có. Năm ngoái có hả? Năm ngoái có mà ít. Ít. Thu hoạch được nhiều. Năm ngoái thì có, tại nó để ra trái tự nhiên đó. Vườn cây dài ba trái ăn với cho không à. Ồ, vậy là không có bán gì hết. Không, năm ngoái không có bán, năm nay. Trồng mấy năm trời tới sao ăn không à? Không, tại năm đầu á, rồi trái nó mình thấy ham. Rồi cho anh em dòng họ rồi đó. Rồi cái không có bán, nó bán nên mình có trái đầu, trái nó không có đều á, nó mua ép giá mình thôi không bán. Nghĩa là chị không có phân gì ha? Không phải, năm đầu thường thường nó hay bị vậy đó. Nó đà đọt, nó bể học. Hoặc là nó kêu bằng sầu riêng heo á, trái to đùng 5-6 ký á. Cái nó mua nó cốp lại cho mình giống như nó kia nó mua 50 ngàn cái đó nó mua cái 25. Rẻ hơn ha. Ờ à, thành ra không bán thôi để cho anh đó, còn ta ham nữa. Cái đó là giống gì chị? Ri 6 hả? Ri 6. Ri 6 ha. Ri 6 rồi à. Cái giống cái gì Mosaki vậy thì chưa có trái. Ừ. Thôi hy vọng năm sau sẽ bán được nhiều ha. Không biết bán được nhiều hay ít không biết. Năm sau à. Có anh nữa về phụ mình dung bón sầu riêng rồi lên. Chở hai bao lên ha. Chở hai bao lên. Hai bao. Hai bao chia 12 trái. Ừ. Rồi chị xem mạng xã hội nào mà chị biết đến mảnh ghép yêu thương? Thì chị lướt nằm làm xong công việc cái nằm lướt sau cái nhìn thấy mảnh ghép yêu thương của mà Minh Hoàng với của Sài Gòn Go. Ừ. Với của với chị Ngọc Diệp đúng không? À đúng rồi. Ừ. Thì coi nhìn thấy cũng hay mà thấy có. Mà hay nhất là kênh nào? Hay nhất là tên nào cũng hay hết á. Mà hay nhất là số 1 đến số 2 không? Minh Hoàng, à. Sài Gòn Go, à. Ngọc Diệp, người nào cũng hay hết á. Người nào cũng hay hết đúng không? Tự nhiên có một thằng nói à. À. Mà bữa nay mới thấy hình chứ chưa có. Ừ, mới nay mới thấy hình. Nghe tiếng không? Bữa nay mới thấy hình. Ở kênh nào cũng ủng hộ là được rồi. À. Trời hôm nay chị đến mảnh ghép yêu thương. Chị muốn mảnh ghép yêu thương tìm giúp cho chị hay sao? Đúng rồi, lên đây chị đến đây là nhờ mảnh ghép yêu thương tìm giúp cho chị một người để về làm tiếp chị chứ không phải về ở công. Kiếm một người về làm tiếp chị. Làm tiếp. Có nghĩa là làm không trả công. Ừ. Tối thì bao cơm. Ừ, bao cơm. Tối ngủ với chủ. Ừ. Vậy ha. Khỏi trả công hả? Rồi, giờ không trả công. Cơm ngày bao bữa. Tối được ngủ với chủ. Rồi. Tiền thì khỏi lấy. À, cũng lấy chứ, lấy có trả không? Hả? À, trả nhưng mà trả phải đi dẫn ra đi uống cà phê rồi cà pháo rồi chứ không trả cho được. Cà pháo rồi ha. Ừ. Cũng có lý. Cái này dễ nè. Rồi chị cần cái anh về phụ với chị tầm khoảng bao nhiêu tuổi mới hợp với chị?
cỡ ít nhất thì bằng tuổi mình, cao nhất thì cỡ khoảng 65 thôi. Từ 65 trở xuống 58. À. Chị có cần cao ráo đẹp trai không? Không cần. Không cần hả? Ừ. Xấu càng tốt hả? Xấu quá cũng không được. Xấu quá cũng không được, vừa vừa ha? Vừa vừa thôi. Vừa vừa dễ xài ha sao? Vừa vừa dễ xài. Không, nhưng mà kiểu như ở quê mà, đâu có cần đẹp đẽ hay gì, cần giỏi giang là được rồi. Ừ. Chỉ có hai người sống thôi chứ đâu có nuôi ai nữa. Chủ yếu biết là nhậu cỏ được ha? Chủ yếu là quải bình nặng thì phụ tiếp mình được rồi. Ủa bây giờ sạch cũng đó. Sạch cũng đeo bình á hả? Không phải, xách cái bình ra để đó có giờ có dây hết à. Rồi có cái súng mình cò mình bóp mình nó bắn lên. Giờ cầm mình lôi đi bắn vậy hả? Vậy đâu có nặng gì đâu. Mà, lúc xách cái bình ra xách nước lên đổ vô bình đó, không nặng, nặng lắm chứ. Thôi tao mua chiếc máy bay á. Ôi trời ơi, tiền đâu tới mua máy bay. Máy bay mà đi phun xịt luôn á. Cái phun xịt đó là của nhà nước chứ mấy cái. Đâu ở đây đó giờ nó có bán mà. Đâu trời, tiền đâu mua tới đó, sầu riêng bán không đủ để đâu mua tới đó. Bán mùa sầu riêng mua đủ nó khoảng 500 triệu à. Đâu trời, cái đó là vườn người ta 10 công. Ừ. Ta bán 5 tỷ mấy. Ừ. Ta mua được. Chị có thấy ta xài đó chưa? Có. Ừ. Ở sớm có. Ta nhưng bán mà xịt đứng có cuộc giống như thuốc xịt 10 công đó như là 1 triệu một lần. Ừ. Mà xịt máy bay thì nó 3 triệu. Ừ. Nó bay qua vườn. Bây giờ chị đó. Mình không có tiền mua mình mướn. Nó bay qua vườn khác hết trơn. Ủa sao kỳ vậy? Tại nó trên cao nó phun vậy gió đùa. Nó bay lộn hả? Không, gió nó lùa quá vậy nè. Giống như ung khói đó, khói nó ra đây, đồ ung chổng mà khói ra đây. Ừ. Vậy đó. Cũng nguy hiểm quá ha. Thành ra nếu như vườn lớn thì ta xịt máy nén. Còn vườn nhỏ thì người ta xịt bình 25 lít á. Hiện nay chị ở dưới Phong Điền đó, chị nhà đó chị đang sinh sống với ai? Một mình. Một mình chị hả? À. Tại đúng rồi, tại vì không có đứa con nào, không có người con nào mà. À. Ừ. Không có đứa nào hết. Sống có một mình đó rồi. Nhưng mà hồi lúc trước thì sống một mình thì nó không có gì để gọi là buồn. Ừ. Nhưng mà từ lúc bệnh, cái nằm bệnh viện á, cảm thấy nó buồn. Thấy tuổi. Từ lúc bệnh bắt đầu mới phát hiện ra là mới biết mình cô đơn. Mình cô đơn. Chứ lúc kia không nên cần. Nên mới cần một cái... Một bờ vai. Bờ vai hả? Bờ vai để làm gì? Để dựa. Dựa vô hả? Hả? À. Bờ vai. Nhưng mà đôi khi mình chị cần... có phân biệt cái anh đó dùng nào không, dùng miền nào không? Từ thành phố trở về miền Tây. Từ thành phố về miền Tây. Trở ra miền ngoài là không được. Không. Ra miền ngoài cái ngôn ngữ bất đồng nói chuyện khó nghe. Ừ. Mình kiểu mình nhau mình hả hoài cái người ta tự ái. Hồi xưa còn nhỏ nhỏ đi làm. Rồi chị cần cái anh đó có công ăn việc làm ổn định hay có tài sản nhà cửa không gì? Cần tài sản, tại vì tài sản mình có rồi mình đâu có sẵn rồi ha. Chỉ cần chịu khó là về chịu khó vậy thôi. Ở đó rồi hủy sáng hai chồng đi cà phê chơi. À. Rồi xong rồi cái trưa có về ăn cơm mà trưa ra vườn chút xíu rồi vô nghỉ tối. À, vô nghỉ. Bữa nào nắng khô rồi đi chợ cà phê chơi nữa. À, bộ trong nhà chị trong vườn hả? Đi ra là bờ đất hay sao mà không nắng. Đi đường lộ lớn bằng này nè mà đồ lộ bê tông chứ không phải chắn nhựa thì đó đi ra ngoài ra đó thì cỡ khoảng chừng 3 cây số là tới chợ. Xe hơi vô được không? Được. Vậy bữa nào mình bán sầu riêng á, tới mùa sầu riêng mua chiếc xe hơi cho ông chở đi cho nó mát, trời mưa đi cũng được. Là ổng về liền luôn. Tài sản có sẵn rồi ha. Giờ là bảo đảm cái video này em cháy máy luôn. Kiếm cô chủ sầu riêng. Sợ ta chê, ta nói bà nó già quá rồi, nó lẩm cẩm rồi, nó quên trước quên sau á rồi. Quên gì đâu quên. Quên mà ta có vườn sầu riêng là được rồi. Trời ơi, nhiều người vườn lớn hơn nữa chứ. Tại tài nó sản có, là lớn hơn. Có vườn sầu riêng, có tài sản sẵn, có nhà cửa sẵn. Về là chỉ phụ giúp thôi là tuyệt vời rồi còn gì nữa. Rồi bây giờ từ độ tuổi thì từ 65 tới 58 ha, từ thành phố Hồ Chí Minh đổ lại. Đổ lại về đồng bằng sông Cửu Long. Ở dưới rảnh rỗi chị có ưa đi hát hò không? Không. Ở dưới đâu có ai hát. Ngoài ha. Nhà có karaoke không? Không. Không có hả? Vậy xong cái video này nhớ về mua cái thùng kéo kéo đi. Chứ có thùng kéo kéo mà nó... Có luôn hả? Hát khi ở xóm nó chửi rồi đó, sùm quá. Chứ nó không khen hả? Không, nó không khen. Đúng rồi. Có bật lên hát lần nào chưa? Có. Có bị chửi chưa?
không bị chửi nhưng mà mình thấy nó kỳ 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 ha. À, để vô trong phòng mở nhỏ nhỏ hát không à. Vậy là cũng có hát rồi. À, hát lấy nhéo nhéo, nhéo chơi cho nó chơi chứ đâu có hát mà đám tiệc hát không có hát. Nói chung nhiều khi buồn buồn á ha, là mở lên hát. Nhiều khi không mở đó mà mở trên cái điện thoại cái nằm giỏng đu đưa trong phòng á. Bắt đầu cái gì đó, hát hát dài ba bản cái nghỉ. Chị đi lúc mấy giờ? Chị đi sáng 7 giờ. 7 giờ sáng hả? 7 giờ cứ đi ra tới từ trong nhà ra tới Cần Thơ. Cái nước nó ngập lộ quá. Mùa này là Cần Thơ nước đang lên mà. Chiều cường nước lên quá trời luôn, cái thôi cái hai bà cháu mới tấp vô cái ăn sáng. Ăn sáng xong cái chừng cái mới đi ra là lên xe đi là 9 giờ. Ra bến xe Cần Thơ ha. Ra bến xe Cần Thơ. Từ Phong Điền ra Cần Thơ xa không? Ra bến xe Cần Thơ. Giờ tới hồi tới bến xe là dưới dốc cầu Cần Thơ mới giờ là từ trong nhà ra tới đó là 20 cây. Cũng xa. À. Nhưng mà nó đi trong nhà đi ra cỡ khoảng chừng 6 cây số tới khu du lịch Mỹ Khánh. Rồi khu Mỹ Dịch, khu du lịch Mỹ Khánh đó nó có chợ nổi Phong Điền, chợ nổi Cái Răng. Rồi xong Cái Răng bắt đầu là ngay trung tâm thành phố rồi mới ra tới ngoài. Bây giờ chợ nổi Cái Răng còn không chị? Còn. Còn hả? Ừ. Ở cái vùng của chị ở thường thường ta trồng cái gì nhiều nhất? Chôm chôm hả? Không. Rồi mà bây giờ là sầu riêng không à. Chôm chôm bỏ hết rồi hả? Chôm chôm người ta đốn bỏ hết để trồng sầu riêng không à. Hồi đó ở đó có chôm chôm chốc và chôm chôm với dâu á. Trồng bây giờ đốn hết trơn rồi. Giờ đốn chuyển qua sầu riêng hết hả? Giờ sầu riêng không à. Mấy năm trước thì mít. Mít rồi à? Mít cái đợt Covid rồi cái nó không mua nó cái đốn bỏ cho sầu riêng. Mít tấn Thái hả? Mít Thái mình á. Cái mùa năm rồi trời ơi, ở đó nổi tiếng là chợ ở huyện Phong Điền là sầu riêng không à. Có lên đài thơ lên sầu riêng không luôn. Rồi thôi bây giờ rút lại quyết định, chị quyết định là để nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương tìm giúp cho chị phải không? Hay là chị có chấm anh nào trên những cái video đó chưa? Chưa. Chưa ha. À. Đúng rồi. Đừng có chấm để ta chấm mình. Đâu biết ai đâu chấm. Xong cái video này đăng lên là bảo đảm rất là nhiều anh gọi luôn cho chị tha hồ chọn luôn. Những tiêu chí chị đưa ra rất là dễ mà, không có cần gì đâu. Về đó là, nhưng mà Mảnh Ghép sẽ cố gắng tìm một cái người thích hợp, hiền hậu, thích hợp với cuộc sống của chị. Thì chị cứ an tâm ha. Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chân thành cảm ơn chị đã vượt đường xá xa xôi, thời gian quý báu của mình để đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Mảnh Ghép Yêu Thương cũng cầu chúc chị nhiều sức khỏe ha. Và sớm ngày đạt được cái ý nguyện của mình, tìm một đấng trung nhân ha, để về dựa vô bờ vai hay sao cười khoái. Rồi thôi giờ rút lại, chị chào quý vị khán giả đi, rồi cái chị em mình kết thúc, đặng chị về sớm mưa tới rồi. Dạ. Vậy cuối chương trình chị cũng xin chúc cho Minh Hoàng và hai em Ngọc Diệp và Sài Gòn Go và chương trình cộng đồng mạng được một năm vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt. Nguyên năm luôn ha. Nguyên năm luôn. Ừ, vậy đi. Cảm ơn chị ha. Dạ, dạ, rồi. Xin chào. Trước khi kết thúc video Mảnh Ghép Yêu Thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.